Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay chủ nhật ngày 9 tháng 10 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thành phố Hưng Yên thu trên 14 tỷ đồng tiền đất dôi dư. Hưng Yên đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Các địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành giải tỏa vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Trinh làm tốt công tác dân vận. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân làm thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kê khai các diện tích đất dôi dư, xen kẹp, nên 9 tháng đầu năm nay, thành phố Hưng Yên đã thu được 14 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng so với cùng kỳ của năm 2021. Các địa phương xử lý được nhiều diện tích đất dôi dư là phường Nghĩa Nam thu 4,9 tỷ đồng, An Tảo 4,7 tỷ đồng. Trong đó, riêng tháng 9 vừa qua, thành phố đã thu được gần 2,6 tỷ đồng. Đạt được kết quả trên là do thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các phường xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ dân đồng tình hưởng ứng. Nhờ đó, các địa phương đã có thêm kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Hiện thành phố Hưng Yên đang tiếp tục tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện đối với từng loại đất dôi dư, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai để người dân làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 có diện tích trên 180 ha liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp của trên 1.700 hộ dân ở 4 xã phường của thị xã Mỹ Hào. Sau 6 tháng triển khai, đến nay công tác chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Rất ít dự án với diện tích giải phóng mặt bằng lớn lại liên quan đến nhiều hộ, nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh như dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Chỉ trong 6 tháng triển khai, đến nay đã đền bù giải phóng được trên 110 ha đất nông nghiệp của các hộ dân với tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng. Dự án mà có diện tích lớn, rất là đông các hộ dân tham gia thì tiến độ như thế là cũng là tương đối nhanh. Bước đầu thì cũng có rất là nhiều khách hàng tiềm năng đã ngỏ ý là mong muốn được đầu tư vào dự án mở rộng giai đoạn 3 của Thăng Long 2. Và để tiếp nhận những cái khách hàng này thì là chúng tôi mục tiêu đặt ra là phải ngay từ đầu tháng 11 là sẽ phải khởi công bắt đầu hoạt động xây dựng. Chỉ còn gần 20 hộ chưa nhận tiền đền bù do diện tích cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thừa so với tiêu chuẩn được giao của các hộ chưa xác định xong nguồn gốc đất và các nguyên nhân khác. Để có kết quả trên, thị xã Mỹ Hào và Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Sở Tài nguyên Môi trường đã quyết liệt tuyên truyền vận động người dân có đất nằm trong dự án, thấy rõ được lợi ích của dự án với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, các địa phương đã công khai cho các hộ dân thông tin thửa đất thu hồi, kiểm đếm đất đai, hoa màu, tài sản trên đất, phê duyệt phương án chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình cá nhân. Vì vậy, được người dân đồng tình, ủng hộ cao. Gia đình nói chung là con cháu chúng tôi là rất là ủng hộ, rất phấn khởi. Phát triển công nghiệp thì là lợi cả dân cả nước. Thế và khi dân giàu thì nước mạnh. Chúng tôi cũng đã kết hợp với các phòng ban của thị xã Mỹ Hào, ủy ban dân các xã phường tiến hành tuyên truyền về những chính sách của bà con được hưởng. Họ được hưởng cái gì là chúng tôi tuyên truyền công khai trên đài truyền thanh. Hiện nay, một số hộ còn đang vướng mắc về nguồn gốc đất, diện tích đất thừa so với giấy tờ nhằm diện tích từ nhà này sang nhà khác. Vấn đề này đang được chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đất và hoàn thiện thủ tục giao đất cho chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất. Ban giải phóng mặt bằng của thị xã cùng phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất cùng với địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận trong thời gian tới nhận tiền để đảm bảo theo cái tiến độ kế hoạch đã đề ra, đảm bảo nó khoảng trung tuần tháng 11 để cơ bản hoàn thành những cái hộ mà đã được phê duyệt phương án bồi thường. Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng sẽ góp phần quan trọng để chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo, xây dựng dự án theo tiến độ đăng ký. Dự án đi vào hoạt động sẽ thu hút các doanh nghiệp và đầu tư đóng góp cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3 tháng 6 năm 2020, xác định nông nghiệp là một trong 8 ngành được ưu tiên và điều này mở ra nhiều cơ hội cho ngành nông nghiệp, song cũng gặp không ít những thách thức đối với cả người nông dân và ngành chức năng.
Tại Hưng Yên, nhiều hợp tác xã trang trại nhà vườn đã chủ động đầu tư trang thiết bị, khắc phục những khó khăn để áp dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, tạo sự thay đổi tích cực cho công tác chuyển đổi số nông nghiệp. Thay vì hàng ngày phải có mặt ở trang trại chăn nuôi cách nhà hơn 4 km, ông Vinh ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên có thể điều khiển theo dõi và xử lý các thiết bị máy móc như quạt điện ở trại ngay tại nhà thông qua một ứng dụng trên điện thoại. Trước kia là tôi rất vất vả, và hai chân nữa là một ngày phải quan chiến và theo dõi liên tục. Nhưng mà từ khi có cái kỹ thuật số này thì tôi nhàn rất nhiều, cách xa trại nhưng mà tôi vẫn theo dõi được, điều khiển được hết tất cả toàn bộ trong cái khu chuồng trại của tôi. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp hiểu đơn giản chính là tích hợp, ứng dụng và đưa công nghệ số vào bất cứ công đoạn nào của quá trình sản xuất, từ đó làm thay đổi cách thức quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ truyền thống sang hiện đại và thông minh. Cụ thể, tại Hưng Yên đã có 150 đơn vị và gần 700 sản phẩm được cấp mã quản lý truy xuất nguồn gốc, 17 mã vùng trồng cho các sản phẩm nông nghiệp như nhãn, vải, chuối, cam. Các hợp tác xã nhà vườn chủ động đưa các sản phẩm tiêu thụ ở các sàn giao dịch điện tử, quảng bá, truyền thông thông qua các nền tảng mạng xã hội, từ đó giúp nâng cao chất lượng thương hiệu và tạo ra giá trị bền vững cho người nông dân. Hiện nay thì hợp tác xã chúng tôi đang áp dụng tất cả cái công nghệ số vào trong sản xuất, cái mức độ là kiểm soát cái nhiệt độ và độ ẩm cũng như là tần suất ánh sáng, chiếu sáng cho sản phẩm. Từ khi mà áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất, chuyển đổi số trong các cái phương thức bán hàng cũng như là tiếp thị sản phẩm đưa ra thị trường, cái doanh số cũng là gia tăng đáng kể. Để chuyển đổi số nông nghiệp diễn ra đúng hướng, nhanh và bền vững, vai trò của cơ quan quản lý ngành chức năng được phát huy tối đa để không những là cầu nối triển khai đến người dân mà còn có thể thúc đẩy người nông dân tiếp cận với chuyển đổi số. Vai trò quan trọng nhất đấy chính là cái vai trò tạo ra một cái hành lang chính sách làm sao đấy để nó đủ kích thích và đủ hấp dẫn để bà con nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng tham gia sâu và chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số này. Chính sách pháp lý đấy nó phải xuất phát từ chính cái nhu cầu thực tiễn của xã hội, nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam, và đặc biệt là nó phù hợp với cái vùng canh tác và thói quen canh tác cũng như là loại nông sản của từng vùng một. Nền nông nghiệp 4.0 hiện nay đòi hỏi không nhỏ về năng lực tiếp cận khoa học và công nghệ số. Vì vậy, bên cạnh sự đồng hành, hỗ trợ của ngành chức năng, mỗi chủ thể sản xuất, người nông dân cũng cần thay đổi tư duy sản xuất, tích cực tìm tòi và thực hiện chuyển đổi số, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển đổi số tại Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về xử lý giải tỏa vi phạm các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông và thủy lợi, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực và có nhiều giải pháp để triển khai thực hiện. Trong đó, việc giao chỉ tiêu một cách cụ thể cho cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở đã mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện. Tại huyện Tiên Lữ, nổi bật nhất trong tháng 9 vừa qua, đã kiểm tra phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định đình chỉ hoạt động và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý vi phạm đối với hai đơn vị vi phạm hành lang thoát lũ đê sông Luộc là Công ty Cổ phần Bê tông Triều Dương, Công ty Cổ phần Quản lý đường sông Hưng Yên. Với sự vào cuộc quyết liệt, sau vận động tuyên truyền, hiện Công ty Cổ phần Bê tông Triều Dương đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ trạm trộn bê tông trở lại nguyên trạng hành lang thoát lũ sông Luộc theo quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan liên quan xử lý được một số cái trường hợp, đặc biệt là xử lý dứt điểm những cái công trình mà vi phạm mang tính chất là có quy mô, có thời gian là vi phạm nó lâu dài. Ví dụ như các trường hợp mà vi phạm trên bãi sông như trường hợp Đường Canh thấy đây, và các đơn vị vi phạm cũng đã chấp hành và đã tình nguyện tháo dỡ di rời các công trình vi phạm trên địa bàn. Ngoài xử lý dứt điểm vi phạm trên, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ trong việc giao chỉ tiêu xử lý, giải tỏa dứt điểm vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tính đến ngày 15 tháng 8, các xã thị trấn trong huyện đã giải tỏa được 203 trên 550 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, 231 trên 234 trường hợp vi phạm hành lang giao thông và 16 trên 25 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất thủy lợi. Đáng chú ý, xã Thiện Phiến đã xử lý dứt điểm 26 trường hợp vi phạm, đạt tỷ lệ 100% số trường hợp vi phạm từ năm 2017 đến nay. Trên làm đúng chính sách này thì chúng tôi rất mừng,
nghĩa là đội chất khoát là ủng hộ xã, thứ nhất là thông thoáng, thứ hai là để cho bà con trên dưới nên nhìn lên nó quang, nó không bị va vấp ở đây, là chúng tôi rất ủng hộ. Nhìn chung qua cái đợt này chúng tôi đi làm việc, đi giải tỏa thì được nhân dân là rất là ủng hộ, mà nhân dân cũng xác định là đây là cái vi phạm, cũng là ủng hộ với địa phương, ủng hộ với chính quyền để cùng tháo gỡ. Thế mà trong cái thời gian tới, cái này là chúng tôi xác định đối với 93 là không có điểm dừng, chúng tôi tiếp tục rà soát những đối tượng còn lại là chúng tôi tiếp tục làm, chứ không phải là chúng tôi đã tạm dừng ở 21 trường hợp này. Vâng, tại huyện Khoái Châu, chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy và quyết tâm của Ủy ban Nhân dân huyện trong thực hiện kế hoạch 93A là không nói khó, không nói không, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra vi phạm, chậm chạp trong việc thực hiện giải tỏa các công trình vi phạm. Cùng với đó là việc giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã thị trấn trong việc xử lý, giải tỏa dứt điểm vi phạm, nên kết quả mang lại là khá cao. Trong vòng nửa tháng vừa rồi thì nhân dân trong thôn cũng đã tháo dỡ được hơn 40 cái, hiện giờ còn hơn chục cái nều lán. Thì một là địa phương cũng còn nhiều công việc, hai nữa là một số hộ dân người ta đi vắng thì người ta cũng bảo lúc nào mà xã đến tháo dỡ giúp họ, còn đâu là họ thực hiện tốt cái sự tuyên truyền từ cơ sở. Ngoài vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ các vi phạm ở thôn 2, từ đầu năm đến nay, xã Tuần Hưng còn giải tỏa dứt điểm 15 trên 15 trường hợp vi phạm xây dựng lều lán trên đất nông nghiệp để xảy ra trong năm 2021. Đặc biệt trong tháng 9 vừa qua, xã đã giải tỏa 40 trên 67 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, thực hiện chỉ tiêu giao của Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu trong tháng 10 năm 2022, xã Thuần Hưng sẽ tiếp tục giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp còn lại. Ủy ban Nhân dân cũng thành lập ban chỉ đạo và tham mưu với đảng ủy họp nghị quyết chuyên đề về việc giải tỏa các công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, hành lang thủy lợi và hành lang an toàn giao thông. Chúng tôi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và chỉ đạo phối hợp với các ngành đoàn thể tuyên truyền đến các hội viên có cái công trình vi phạm mà tự giải tỏa tháo dỡ trước. Đa số là nhân dân đều hưởng ứng tự tháo dỡ các công trình. Bên cạnh đó là Ủy ban Nhân dân cũng có một cái tổ công tác đi để hỗ trợ nhân dân, chúng chưa phải cưỡng chế một trường hợp nào trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Khoái Châu đã tiến hành giải tỏa được 436 trên 482 trường hợp vi phạm. Trong đó, thị trấn Khoái Châu giải tỏa được 32 trên 32 trường hợp, xã Liên Khê 109 trên 110 trường hợp, xã Tân Dân giải tỏa 50 trên 57 trường hợp. Riêng vi phạm trên đất nông nghiệp, tính đến ngày 6 tháng 10 năm 2022, huyện Khoái Châu đã giải tỏa được 127 trên 278 trường hợp, đạt tỷ lệ gần 46%. Một số xã đã hoàn thành chỉ tiêu, đó là thành công giải tỏa 8 trên 8 trường hợp vi phạm. Xã Tuần Hưng chỉ trong vòng 3 ngày kể từ ngày chúng tôi về địa phương để thực hiện phóng sự trên đã giải tỏa được 67 trên 67 trường hợp vi phạm. Quý vị và các bạn, với quyết tâm không để phát sinh vi phạm mới và xử lý nghiêm dứt điểm các vi phạm trên đất nông nghiệp và hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi, thời gian qua, Ban Thường vụ các huyện ủy đã có nghị quyết và Ủy ban Nhân dân huyện có quyết định tạm dừng điều hành nhiệm vụ đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã để tập trung quyết liệt xử lý vi phạm, đã mang lại hiệu quả thiết thực theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tại công văn số 2040 ngày 4 tháng 8 năm 2022. Trong chương trình thời sự tối mai, ngày 10 tháng 10, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Huyện Phù Cử vừa tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Hiện nay trên địa bàn huyện Phù Cử có khoảng 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, xây dựng, sản xuất thủ công. Các doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng về việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động tại địa phương, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tặng máy tính, đóng góp quỹ khuyến học, thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em nghèo với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Tại buổi gặp mặt, Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương 4 doanh nghiệp và 5 doanh nhân đã có thành tích tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.
nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Hưng Yên cũng tổ chức buổi gặp mặt với chủ đề chia sẻ kinh nghiệm lan tỏa yêu thương. Tại buổi gặp mặt, các nữ doanh nhân đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, quản trị, phát triển doanh nghiệp và trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội Nữ Doanh nhân tỉnh hiện có gần 100 hội viên là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. Một trong những hoạt động xã hội nổi bật thời gian qua của Hội Nữ Doanh nhân Hưng Yên là đã xây dựng quỹ để hỗ trợ hội viên phụ nữ và con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tên gọi Quỹ Lan tỏa yêu thương. Từ sự đóng góp ủng hộ của các nữ doanh nhân, Quỹ Lan tỏa yêu thương đã hỗ trợ cho nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bằng tiền và sinh kế để phát triển sản xuất hơn 500 triệu đồng. Đồng thời, nhiều nữ doanh nhân còn nhận đỡ đầu, trợ cấp hàng tháng gần 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong tỉnh. Sáng nay, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiến Linh có địa chỉ tại thôn Bế Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, chuyên về nhập khẩu, lắp ráp máy nông nghiệp, tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và ra mắt một số sản phẩm mới. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiến Linh, tiền thân là doanh nghiệp tư nhân chuyên về lĩnh vực thương mại với ngành nghề chính là kinh doanh các loại thiết bị máy cơ khí phục vụ cho sản xuất nông nghiệp có xuất xứ từ đất nước Nhật Bản. Trong 10 năm qua, công ty Tiến Linh cho ra đời nhiều phiên bản sản phẩm máy xới đất với động cơ của các hãng như Honda và Mitsubishi thế hệ mới, mạnh mẽ, bền bỉ, dễ sử dụng và tiết kiệm nhiên liệu. Đây là những dòng sản phẩm đa chức năng giúp nông dân có thể dễ dàng hơn trong canh tác, tăng năng suất, đưa cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với các địa hình đồng ruộng tại Việt Nam, đồng thời giảm giá thành so với nhập khẩu nguyên chiếc. Lúc cao điểm nhất, công ty Tiến Linh sản xuất và tiêu thụ 14.000 sản phẩm với trên 100 đại lý và doanh thu đạt 85 tỷ đồng trong một năm. Từ tháng 9 năm nay, công ty nghiên cứu cải tiến để cho ra 4 dòng sản phẩm mới với tỷ lệ nội địa hóa cao, chạy bằng nhiên liệu dầu diesel, làm đất và phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Nhân dịp này, công ty Tiến Linh vinh danh các đại lý xuất sắc trên toàn quốc. Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 262 người thuộc diện chính sách nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Vân và Hồng Quang, huyện Ân Thi. Tại buổi khám bệnh, đoàn y bác sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát, kiểm tra huyết áp, siêu âm, khám tim mạch tai mũi họng. Mỗi đối tượng được đoàn trao một xuất quà trị giá 200.000 đồng. Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà là hoạt động thường xuyên của Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức cùng xã hội chăm lo đời sống, giúp đỡ các đối tượng còn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, nhiệt tình tâm huyết trong công việc, khéo léo cho công tác tuyên truyền, vận động. Đó là nhận xét của người dân khi nhắc tới cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Trinh ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ. Trưởng thành từ môi trường quân ngũ, khi trở về với địa phương, ông Trinh luôn tích cực tham gia công tác tại địa phương, được người dân tin yêu và kính trọng. Từng là phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã Ngọc Long, hơn 10 năm nay, ông Trinh được nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn Ngọc Tỉnh. Trên công vị của mình, ông luôn là cầu nối giữa đảng ủy, chính quyền với nhân dân địa phương, đặc biệt cho công tác dân vận khéo. Năm 2015, xã có chủ trương mở rộng đường làng, thôn Ngọc Tỉnh đã tuyên truyền qua loa truyền thanh để người dân cùng tham gia nhưng chưa nhận được sự đồng thuận. Ông Trinh đã cùng các thành viên ban chi ủy, đoàn thể thôn đến tận nhà vận động, tuyên truyền bà con những lợi ích khi mở rộng đường. Nhờ đó, sau gần một tháng triển khai, đã có hơn chục hộ dân tham gia hiến gần 200 mét vuông đất. Đồng thời, mỗi hộ còn ủng hộ thêm 6 triệu đồng nữa để làm đường. Đồng chí Trinh đây và trong ban quản lý chính địa phương cũng đã đến từng nhà động viên. Gia đình tôi cũng hiến đất cho thôn. Khi mà làm được cái con đường bê tông hóa này thì bà con rất phấn khởi. Nhận thấy người dân thôn Ngọc Tỉnh đi lại rất khó khăn, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, nhất là vào trời tối. Năm 2017, ông đã vận động nhân dân trong thôn ủng hộ trên 30 triệu đồng để lắp đặt đường đèn chiếu sáng và gần 100 triệu đồng để làm đường bê tông nội đồng cho bà con đi lại thuận tiện. Tháng 9 vừa qua, ông lại tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng nhà tang lễ với số tiền trên 200 triệu đồng. Là một người đảng viên, vận động các phong trào và công tác ở địa phương là rất là nổi bật, nhiệt tình. Mọi người dân đều quý mến, làm theo ông ấy. Đồng chí là rất là năng nổ, nhiệt tình. Và các cái phong trào thi đua đặc biệt là cựu chiến binh gương mẫu
rồi công tác cựu chiến binh dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới, rồi là động viên anh em các cháu lên đường nhập ngũ, rồi là các cái phong trào như làm đường, thì là đồng chí rất là sôi nổi. Với những đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương, nhiều năm liền, ông Trinh được tuyên dương là tấm gương tiêu biểu cho phong trào thi đua dân vận khéo, phong trào cựu chiến binh gương mẫu, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn và trên YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế.